Không phải tôi, tôi không hề nói ra, tôi không nói bất kỳ chuyện gì hết. Mày chết rồi, tôi sẽ không còn ai nói ra chuyện này nữa. Chính tôi đã giết chết chồng của tôi. Cô ấy không thể giết chết chồng của cô được. Rõ ràng họ rất yêu nhau mà. Không thể hành xử cảm tính được. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, tôi cảm thấy vẫn chưa điều tra rõ. Tôi xin phép ra ngoài điều tra.